Ok nha, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này mày. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ này. Ở video này thì nói chung thì anh đại ca phong ca của mình không có đai lưng quá. Anh cũng khá là tâm huyết với ban. Anh bảo đỡ lại anh đi tại vì anh thích số 25 anh em. Nếu mà đỡ mà ép á, cái đai lưng này đỡ mà là dòng phòng thủ á, chắc chắn mắc pin á. Thì chắc chắn anh em rằng nó nằm vào giá khoảng tầm 25 đến gần 30 kim ở vị trí này. Tại vì tầm này thì tin một cục gần một kim một cục anh em. Ép full thì tin mấy phát anh em thấy rồi. Trong video trước anh em thấy xem rồi. Thì anh Phong Cang kêu thôi giờ lỡ mình ép mát rồi nhường bán lại cho anh đi. Rồi anh bù cho cái đai lưng 19 rồi tính tiền ra đai lưng 19. Thì đai lưng 19 là 5 kim. Và đai lưng này khai bán lại cho anh 30 kim hơn anh em. 30 kim và nói chung là đổi cho anh đai lưng. Và anh đưa cho cái số duyên tinh hồng lên đảo. Đây đai lưng anh em. Đai lưng đây là lưng của anh. Bù qua 30 kim và cái đai lưng anh vứt qua cho mình. Giao dịch anh. Đó, với lại nợ anh 6.9 thì giao dịch và trả lên 6.9. Đó, video này thì Khải bán đai lưng và Khải sẽ lấy đai lưng 19 Khải mang. Trong thời gian nào đó thì Khải sẽ ép lại đai lưng khác. Giao dịch anh. Đây, đai lưng của Khải đây. Của anh sẽ là 2 bộ và 6.1. 6.1 này của anh, 2 bộ đó là anh vừa đấu công thành vậy nè. Đó, đai lưng. Đai lưng này thì anh ban rồi. Đợi anh đi giao dịch lại đai lưng kia cho Khải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, ok chưa? Rồi. Đó, ok, xong. 6, 1. Anh xong, trả 3, 2, ca vạn luôn nha. Rồi, ok. Nói chung thì ông anh thì ông ưng quá, anh nói chung là anh cũng cần quá nè. Chứ nếu mà đỡ mà ép thì anh kêu là ép mà đỡ ra 24 anh không xài. Anh kêu là anh đã xài, anh xài hàng mát luôn nè. Anh đã xài hàng mát luôn, anh không có xài kiểu bình thường. Đó, đai lưng thì đai lưng này anh sẽ vứt qua cho Khải. Đai lưng này Khải mua lại khá là rẻ nè. Anh bán khoảng tầm 10 kim thôi nè. Mua lại đai lưng này. Nhận em. Đai lưng kia Khải bán 30 kim. Và anh bù cho mình bộ tinh hồng. Rồi Khải lấy đai lưng 19 là Khải mang thôi. Hiện tại Khải đang tìm mua được cái foil rồi nè. Được, Khải giao dịch cái foil anh em xem. Khải mua được cái foil bao tay với lại đai lưng rồi. Lần này Khải sẽ ép bao tay nha. Lần này Khải ép bao tay. Đây. Được, Khải lấy cái foil cho anh em xem. Tại vì Khải mua được cái foil rồi nè. Anh ưng quá cái đai rồi bán hàng cái đai đi. Sau này mình có ép lại mình ép. Mình gom thì tâm mình ép sau. Chứ nếu mà tính tiền ép thì Khải ép hết gần 25 kim, gần 27 kim nè. Cái vấn đề đó là tại vì nó mắc chỗ thị tinh thôi. Đây, đai với bao tay nè. Đây, hồi chưa mua cái foil nè. Foil đai với bao tay đây. Đó, lần này Khải sẽ ép bao tay 4 dòng nè. Hôm trước Khải ép bao tay 3 dòng xịt đó. Lần này ít hôm Khải sẽ ép gom thị tinh này nọ, Khải ép bao tay trước. Đai lưng từ từ ép sâu, đai lưng đây. Đó. Ok chưa? Thích cái giai đoạn ép đồ thì thích gì đâu nè. Thích giai đoạn ép đồ ép gì đâu nè. Đai lưng ảnh bù Khải. Nói chung là ảnh bù Khải được một chút nữa nè. Khải bù được Khải một chút nữa là Khải cũng ok. Đó, Khải lấy đai lưng 19. Đúng rồi, đồ anh Phong Ca rồi, Khải soi đồ anh Phong Ca lại cho anh em xem. Khải soi đồ, tổng xếp đồ anh Phong Ca lại cho anh em xem nha. Đây, cho anh em xem xếp đồ anh Phong Ca. Phong Ca, Giang Tân, Thôn, Lỡ Quang, em xem đồ lại. Đây nè, anh mới chuyển đường môn. Cũng là một cao thủ nè, đồ anh chưa mang được cái đai lưng. Chưa mang được đai lưng à. À anh giao tiền cho lấy quyền luôn anh ơi. Giao tiền cho lấy quyền luôn anh ơi. Rồi ok, Khải ăn 20 túi nè. Khải ăn 20 túi này. 1 Mà ta nói 10 kim mua được. 10 kim rẻ. 10 kim mua luôn luôn này. 10 kim hỏi. Tôi đang trả nó 7 kim. Nó đang chịu này này. Đừng có mua 10 kim. Mua 10 bao, 10 bao. Tâm Thánh cầu kim đó. Một bao 5. Một bao 500 triệu. Anh Tâm Thánh. Để tôi trả được 7 kim rồi. Ok, hai kim hai, không có gì.
Rồi, giao dịch lấy tiền Lý Quỳ ơi. Nói chung cái đó 10 kim mua vẫn được mà. Lý Quỳ tổng tổng ở đây rồi, giao dịch của em 5k vàng là đủ Lý Quỳ ơi. Đây 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 đây, tôi ghi hết đi rồi kìa. Rồi, giao tổng hết em. Này chốt quỹ bàn nè. Từ từ anh Phong Ca rồi, Phong Ca rồi, đứng lại em cái. Đây anh em. Từ từ Lý Quỳ, đây sao anh em xem sắc đồ của anh đừng mua Phong Ca. Mới chuyện nè. Anh đây. Cái đai lưng chuẩn bị lên đảo. Đó, hiện tại anh đang thiếu cái đai lưng á. Nhận lần nào cho xem cái bổng của Phong Ca. Trời ơi, cái ảnh đi cái hướng này là nhận chón 40 kháng hỏi 25 và giày chón 40 kháng hỏi 25 và đi nón kim là chuẩn bài rồi nè. Vũ khí kim là chuẩn bài rồi, kích được hai món luôn, quá đẹp. Áo thủ chuẩn rồi, hiện tại kiếm bao tay dòng 1 nữa là đẹp, bao tay thủ lên lý dòng 1 nữa đẹp. Giờ gì mà nó xong đai lưng nữa. Ừ. Ok này. Đó, ngập bội mọc. Rồi, chuẩn bài nè, 80 chậm. Nếu mà mang đai lưng thủ lý nữa 80 chậm. Rồi, ok rồi. Chào em ơi. Anh em xem video cho Khả một like ủng hộ cho nha anh em ơi. Đã được Khả. Giao dịch Lý Quỳ ơi. Lý Quỳ ơi. Alo. Ơi. Rồi rồi. Rồi hôm nay Trần Công Thành hôm nay thu được rồi anh em. Trần Công Thành hôm nay thu được bao nhiêu kim Lý Quỳ? Nó bắt đầu người khác mày ơi, chứ không phải của nó đâu. 2 4 Trần Công Thành hôm nay nha anh em. Thu được 6k vàng. Và được bao nhiêu kim đây? Lý Quỳ gửi như này bao nhiêu kim đây? 19 kim 5950 xu cộng 16k vàng. Ok, cộng 6 vàng chuẩn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 19 kim 940 450 xu chuẩn anh ơi. Rồi, đếm cộng vô quỹ nha. Ngày mai anh em cố gắng hoạt động cái được hoặc nhận lương 3 ngày anh em. Thứ hồng dưới đi thật này. Ok anh, ok anh. Xong nha anh em nha. Xong nha. Anh em có kịp không bán lại hoặc cho đi để nốt đi không mai. Hôm nay là ngày 14, nay ngày 15. Ngày 15 là cái quỹ này không, quỹ này cạn luôn. 19 19 kim 950 xu đúng không Lý Quỳ? 10 tôi ghi không. Okay. 6k vàng. Rồi ok. Ngày mai sẽ là một ngày nữa sẽ đồng tính lương nha anh em. Đâu được chuẩn chưa? Thông báo. À, cái áo này chẳng lẽ ép áo đều mặt. Ok anh ơi, chuẩn tiền nha anh em, chuẩn tiền nha anh em. Quỹ ban hôm nay phải ít nhất phải tiền vạn này nọ anh em ơi. Rồi anh em xem video cho Khải một like cho chơi anh em ơi. Hôm nay đã Khải được phút cuối đánh như là mang không nổi nè. Lực mình đánh như là mang không đủ lực mà đánh. Anh được Dương Châu với lại Tương Dương thôi. Phút cuối mất cái phần tường, đánh không kịp phần tường, rất là tiếc. Tính hết rồi mà lực. Tính hết rồi mà không có anh em. Không gì được phần tường, buồn quá. Đúng rồi, giờ đạp bao tay anh em ơi. Được Khải nghiên cứu Khải mua thủy tinh cái đạp bao tay. Tầm này một cục thủy tinh 600 đến 700 xu một cục anh em, biết đâu nè. Đây kim là kim của ba đổi vỏ đa đã đập bao tay rồi lên đảo như nào, đã đập bao tay lên đảo như nào. Đẹp rồi anh Phong Ca, anh thích xài hàng mát thôi em ơi. Nói chung là anh cũng ngỏ ý dữ quá rồi. Thôi mà đỡ anh xài được, mình lấy cái xài 19 bù lại cái tiền. Anh đỡ cái này 19 khoảng tầm gần 10 kim thôi nè. FD cho anh em xem Khải ép bằng một bao tay thống lắm. Thì Khải nghĩ nữa, chắc chắn là phải full thì tin rồi. Ít nhất phải 16 cục thì tin rồi, dòng phòng thủ rồi. Anh em có nghĩ 16 cục thì tin đi. Tầm này cho trung bình là 700 xu một cục đi. 600 xu một cục đi. 600 xu sao mua không ra. 16 nhân cho 600 nậu cái dòng phòng thủ không bay gần 10 kim rồi anh em thấy chưa, không biết được mát hay không nha. Đó, không biết được mát hay không nha. Hỏi anh Phong Cán nhận em nuôi không, em xin 100 nữa. Anh chơi toàn hàng chắc mà, hàng chắc không à. Anh kêu Khải được đỡ anh chứ hôm trước anh đòi mua cái đai lưng thằng kia 2.5 triệu. Khải cấm anh em, Khải không cho mua tại vì đai lưng 2.5 triệu thì quá cao nè. Đai lưng 2.5 triệu thì quá cao, so với 2.5 triệu thì nó tương đương khoảng tầm gần 40 kim rồi, gần 40 kim là cao quá. Nên là Khải kêu đừng có mua chi. Rồi anh em xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ nè mày. Chung thì Khải đã mua được cái phôi bao tay, hoặc lại cái phôi đai lưng. Thì chắc chắn anh em này hai món này Khải sẽ ép lại rồi. Ép lại cho anh em xem. Nói chung là mình vẫn thích cái trải nghiệm đó là ép được đồ
và mát thì vui, còn không mát thì mình xài đó vậy thôi nè. Còn ví dụ được món mát thì anh em trong bang anh ưng quá thì anh bù qua bù lại thì đưa Khải một ít kim nữa thì anh lái anh xài anh em đó đó, ok chưa? Rồi cũng phải là một tịch này mới mua. Anh em xem cho một like nha, ủng hộ một like chơi nha anh em ơi. Anh em thích ép đồ thì ủng hộ đi anh em ơi. Chắc chắn người Khải sẽ ra video ép ba tay và ép lại lưng cho anh em xem.